Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã đến thăm trường trung học phổ thông Quang Trung và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập Đà Nẵng. Tại trường trung học phổ thông Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá cao những kết quả nổi bật của nhà trường trong năm qua, trong điều kiện ngành giáo dục gặp nhiều khó khăn ban giám hiệu cán bộ giáo viên nhà trường đã giữ vững tinh thần trách nhiệm phát huy chuyên môn nghiệp vụ góp phần hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người bên cạnh đó phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tạo điều kiện cho nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy xây dựng môi trường giáo dục hiện đại tiến bộ tại trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục và hòa nhập đà nẵng Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những đóng góp, hy sinh của cán bộ, nhân viên trung tâm trong công tác chăm sóc giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến cán bộ, giảng viên trung tâm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mong muốn trung tâm sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, giúp học sinh khuyết tật vơi bớt thiệt thòi, sớm hòa nhập cộng đồng.